10 tính năng cần ưu tiên khi mua xe ô tô. Khi mua ô tô, tùy vào nhu cầu và sở thích mà người mua sẽ ưu tiên những tính năng khác nhau. Song có một số tính năng cơ bản mà bạn tuyệt đối đừng bỏ qua khi lựa chọn xe. 1. Ghế ngồi thoải mái. Ghế ngồi là chi tiết đầu tiên bạn cần quan tâm khi chọn mua ô tô, nhất là khi bạn thường xuyên có những chuyến đi đường dài. Tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn ghế bọc vải hoặc da với các tính năng như sưởi ấm, làm mát, đai an toàn, nhớ vị trí, massage. 2. Camera lùi. Camera hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát điểm mù. Những tính năng này có tác dụng hỗ trợ khi lái xe nhằm đảm bảo an toàn cho người lái xe lẫn hành khách. Hiện nay camera lùi, camera hỗ trợ đỗ xe cũng như hệ thống kiểm soát điểm mù đang trở thành xu thế của các dòng ô tô và làm tiêu chuẩn lựa chọn của đa số khách hàng. 3. Đèn sương mù. Hệ thống đèn sương mù giúp người lái quan sát tốt trong điều kiện sương mù dày đặc, giảm thiểu tai nạn do hạn chế tầm nhìn. Chính vì vậy, nếu bạn ở nơi thường xuyên có sương mù thì đây là tính năng cần ưu tiên khi lựa chọn mua ô tô. 4. Hộp số sàn. Thời buổi hiện đại, người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng hộp số tự động vì những tính năng đặc biệt của nó. Song nếu quan tâm đến cảm giác và kỹ năng cầm lái thì số hộp sàn là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn kiểm soát tay lái tốt hơn. 5. Cửa sổ trời. Cửa sổ trời sẽ khiến không gian nội thất xe dễ chịu và thoáng đãng trong những ngày đẹp trời hoặc thời tiết mát mẻ, nhất là với những ai ưa thích việc hòa mình cùng thiên nhiên để cảm nhận niềm vui sau tay lái. 6. Hệ thống thông tin giải trí. Tùy vào thị hiếu cá nhân mà khách hàng có thể chọn mua xe với hệ thống thông tin giải trí khác nhau. Tuy nhiên, tối thiểu bạn cũng nên chọn hỗ trợ kết nối điện thoại với hệ điều hành Android Auto, CarPlay, hệ thống radio vệ tinh. 7. Hỗ trợ kết nối âm thanh Bluetooth. Thay vì nghe điện thoại theo cách thông thường, bạn nên trải nghiệm những ứng dụng của smartphone trong khi lái xe, giúp nhận cuộc gọi và nghe nhạc dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn kết nối thông qua USB. 8. Điều khiển hành trình thích ứng. Tính năng này sẽ khiến bạn thoải mái hơn khi điều khiển xe, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu khi đi trên đường cao tốc. Theo đó, chúng tự động điều chỉnh vận tốc và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngoài ra, hỗ trợ phanh tự động giúp bạn lái xe an toàn hơn. 9. Hệ thống HAVC. HAVC là hệ thống thông gió, sưởi ấm và điều hòa thông khí cho ô tô. Hệ thống này sẽ đảm bảo một khoang cabin dễ chịu trong mọi điều kiện thời tiết. 10. Các tính năng khác. Cuối cùng, bạn nên quan tâm đến những tính năng hiện đại và hữu ích khác như phanh tay điện tử, mở cốp tự động, khởi động bằng nút bấm, kính chiếu hậu có chức năng sấy, dẫn động 4 bánh, vô lăng trợ lực, đèn pha xenon, đèn pha LED. Xin chào mọi người, hôm nay thì mình làm một video để hướng dẫn mọi người cách sử dụng sàn dự phòng kiêm kích nổ ô tô Rapper PB048. Đây được coi là phao cứu sinh dành cho các bác tài khi gặp phải vấn đề về ắc quy, không thể khởi động được chiếc ô tô của mình. Mình sẽ tiến hành luôn cách sử dụng của chiếc sàn dự phòng này nhé. Ok, để sử dụng được chiếc sàn dự phòng kiêm kích nổ ô tô này, chúng ta cần đầy đủ phụ kiện của sàn dự phòng, gồm một quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, một dây cáp gồm hai chiếc kẹp để sử dụng khi kích nổ ô tô, đồng thời cũng có hai chiếc cáp sạc mini USB để các bạn sạc thiết bị di động, một đầu tẩu để các bạn có thể sạc cho sạc dự phòng ngay ở trên ô tô của các bạn, một adapter để sạc cho sạc dự phòng. Cuối cùng đây là sạc dự phòng của chúng ta. Các bạn có thể thấy ngay được nó vừa lòng bàn tay của mình, rất nhỏ gọn. Ngoài ra các chi tiết hoa văn ở trên sạc dự phòng này mang đậm phong cách của Mỹ, nhìn rất chi tiết và tinh tế. Phần vỏ này rất chắc chắn bởi vì nó làm từ các hạt nhựa cao cấp có khả năng chịu va đập cao, khả năng chống chịu nhiệt độ rất là lớn. Phần bên dưới có hai cổng iSmart để sạc cho thiết bị di động, một nút nguồn để khởi động, một gạt cần on off để các bạn chuyển chế độ sang sạc kích nổ ô tô, một cổng input và một cổng kết nối dây cáp để kích nổ ô tô. Mặt đằng trước có in logo của nhà sản xuất
có màn hình hiển thị dung lượng pin còn lại. Phần hông thì có một cái đèn LED công suất lớn để rọi đèn. Ở mặt đằng sau có in thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Được rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kích nổ ô tô cho nó nhé. Ok, trước khi tiến hành kích nổ ô tô, các bạn lưu ý cho mình hai vấn đề này. Thứ nhất là phần kết nối giữa cực dương và ô tô các bạn phải tháo rời ra. Thứ hai là dung lượng pin phải trên 60%. Khi đã đủ hai điều kiện trên thì chúng ta tiến hành kết nối dây cáp gồm hai cái kẹp và củ sạc vào cái kích nổ ô tô này. Sau đó các bạn kẹp phần cực âm vào trong phần cực âm của ắc quy, cực dương các bạn kết nối với dây dẫn đến ô tô để cấp điện cho ô tô. Sau đó các bạn bấm nút reset để sạc dự phòng tiến hành cấp điện cho ô tô. Khi đèn LED đã báo hiệu màu xanh, đồng thời trên ô tô đã nhận được tín hiệu và đã nhận được điện thì chúng ta tiến hành kích nổ ô tô. Yeah.